Rồi hai Linh xin chào cô chú anh chị và các bạn ha. Hiện tại thì Linh đang đứng trước một cái phần đất nền rất là tiềm năng và rất phải nói là Linh thấy là rất ok, và cái giá thì Linh nghĩ là nó cũng rất là phù hợp ha, của một cái người chủ cần sang. Thì nãy thì Linh cũng mới vừa trao đổi với chú về cái phần đất nền này rất tiềm năng ha. Vị trí cụ thể của nó là ở Đầm Dơi nha cô chú anh chị các bạn. Thì nói chung là bôn ba từng trải, kinh nghiệm làm YouTube tới 3 năm là phải ít. Nói chung là gần đây thì Linh đăng những video cũng nói nhiều cái vấn đề về bình luận cũng như là về xem video ủng hộ tinh thần bằng cách bấm like. Rồi còn gì nữa ta, còn cái nữa là cái này thì Linh nói thoáng qua cái thôi. Nói chung là cũng không, cái này nó thuộc về văn hóa ứng xử. Nói chung là Linh là một người rất tôn trọng lời hứa, cho nên là khi mà cô chú anh chị các bạn điện Linh ơi ngày mai là chú đi xem đất nha, ngày mai chú đi xem đất hẹn con mấy giờ nha, thường là Linh sẽ giữ đúng lời hứa, và khi đó là khi mà Linh đã hẹn rồi thì sẽ bỏ qua những cái công việc kia. Cái này Linh nói lý do là cũng có nhiều cô chú anh chị bạn điện cho Linh hẹn đã rồi cho leo cây, thì đương nhiên là cái này nó không có ảnh hưởng nhiều, nhưng mà tức cuộc sống nó vậy đó, không ảnh hưởng nhiều nhưng tức nói. Hy vọng rằng khi mà cô chú anh chị các bạn nhấc cái máy lên alo cho Linh hẹn, nên giữ lời hứa. Còn nếu không giữ lời hứa thì làm sao? Alo Linh hả Linh? Dạ con, chú ơi mai con rảnh không? Dạ không. Chắc chắn là như thế nha. Một lần thất hứa dạng lần bất tin nha. Rồi nó vui thế thôi. Hôm nay thì Linh sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị các bạn một cái nền ở huyện Đầm Dơi, rất gần thị trấn Đầm Dơi, tiềm năng thì phải nói là tràn đầy, giá thì ok. Bây giờ thì Linh sẽ quay máy cụ thể về cái phần đất nền này, sau đó sẽ báo tất cả những cái thông số ha. Việc đầu tiên của chú anh chị các bạn bấm like, bấm ký ủng hộ tinh thần. Rồi hiện tại thì Linh đang đứng trước cái phần đất nền ha. Thì cái phần đất nền này thì người chủ người ta cũng đã bơm lên, nhưng mà cách đây thì khoảng 2-3 năm rồi, cho nên là so với cái con lộ hiện tại thì nó cũng còn hơi thấp ha. Thì theo đánh giá của Linh thì cái nền thì nó đã có sẵn rồi. Nếu mà cô chú anh chị các bạn sang cái phần này thì mình chỉ cần mướn vài chiếc xe nó đổ đất xuống nữa là ok ha. Nói chung là gần như là cái nền nó đã có sẵn. Vấn đề thứ hai là cái hướng máy Linh quay á thì nó hơi bị ngược sáng á, cho nên là cô chú anh chị các bạn thấy nó hơi tối chút xíu nha. Bây giờ Linh sẽ lợi xích đằng này. Đầu tiên là Linh sẽ chỉnh cái ranh giới đi. Nói chung là cái ranh giới thì rất dễ xác định thôi. Từ cái hướng máy Linh quay thẳng vô trong đó thì cái chiều dài vô đó là 55m ha. Và cái phần đất người chủ người ta cần sang á thì nó ngang 15m nha cô chú anh chị các bạn. Người ta cần sang 15m vô là 55m nha. Đây nè cô chú anh chị các bạn, nhìn cái góc này thấy nó rõ hơn nè. Rồi tiếp theo thì Linh sẽ báo tất cả những cái số liệu giá cả đầy đủ rồi ha. Và cô chú anh chị nào quan tâm thì nhắc máy điện cho Linh, và cuộc hẹn có giá trị và lời hứa có giá trị khi mình hứa ha. Cái vụ leo cây thì bực bội lắm rồi. Rồi nói chung thì nên cân nhắc trước khi điện cho Linh nha. Tại vì Linh làm theo nguyên tắc là nói chung là cũng ai mà cho leo cây lần sau điện khi không bắt máy là cái đó là chuyện đó phải chịu trách nhiệm nha. Đó, phải chịu trách nhiệm. Cho leo cây thì lần sau điện không bắt máy là đừng đổ thừa là Linh sao kỳ nha. Rồi đầu tiên á, là cái phần mặt bằng á, nãy Linh mới nói rồi là chiều ngang 15 dài 55 ha.
mà Linh có tính ra là cái diện tích của nó là 825 m², thì nó gần công á, gần công đất. Đất này có sổ hồng, chưa có thổ cư. À, Linh hỏi sẵn luôn cái giá lên thổ cư ở đây là 480.000. Thì có nghĩa là nếu mà cô chú anh chị các bạn lên thổ cư khoảng 100 m thì 48 triệu, mà nếu mình lên 50 m thì khoảng 24 triệu. À, khu vực này có dự kiến lấy về thị trấn Đầm Dơi, có dự kiến lấy về thị trấn Đầm Dơi ha. Cái này theo sự phát triển của đô thị thôi. À, lúc nào nó cũng như thế chứ, cho nên là mình nên chọn những khu vực như thế ha, tại vì xã hội phát triển mà, huyện nó phát triển ra thì nó phải mở rộng ra, cũng giống như thành phố Cà Mau thì tương lai nó sẽ có thêm 1-2 phường nữa, đó là chuyện như bình thường, chuyện giống như là ăn cơm bữa thôi, không có gì bất ngờ đâu. Cái lộ hiện tại của nó là khoảng 8 m ha, và khả năng cái con lợ này mở rộng rất là cao nha. Thì Linh đã nghiên cứu cái khu vực này thì Linh thấy là cái khu vực đất nền này nó phù hợp để mình có thể là mở quán cà phê nè, tiệm tạp hóa nè, buôn sâm nè, tiệm tóc vân vân. À, chiều ngang nó là tới 15 m và chiều dài của nó là 55 m. Phải nói là cái chiều dài rất là dài nha, rất là dài. 55 m thì mình dư sức để cất cái nhà, và mình dư sức để chừa một cái sân ngoài trước để ô tô, mà dư sức để ngoài sau mình trồng rau nuôi cá gì là ok luôn. Nói chung là 55 m thì nó cũng giống như là hai cái chiều dài của hai cái nền vậy đó. Tại vì Linh thấy là bình thường mình cất nhà là khoảng 30 m là cũng ok rồi, nhưng mà cái này 55 m thì nó cũng gần gấp đôi à. Rồi, thì đó là một cái số cái thông tin xung quanh cái phần đất nền này, Linh báo khá là cụ thể ha. Còn một cái chưa báo còn cái chưa báo đó là giá. Thì cái giá này thì rất là dễ thương, 100 triệu 1 m². Nguyên cái nền này là 1,5 tỷ. Theo đánh giá của Linh thì với cái mức giá này thì cũng rất là ok, rất là tiềm năng và rất là phù hợp. 100 triệu 1 m², nhưng mà nó dài tới 55 m, mà thêm một cái là gần thị trấn Đầm Dơi nữa chứ. Nó nói là đây là một cái cơ hội ha. À, cô chú anh chị nào quan tâm thì nhanh tay ha, những cái miếng đất nào mà nó như thế này là nhiều người người ta chốt cơ hội lắm. Cho nên là cô chú anh chị nào thích thì alo nhanh, mình lại xem cụ thể giấy tờ đầy đủ thì mình lấy ha. Và cũng xin nhắc cho chú anh chị các bạn là cái giá này nó chỉ tồn tại trong khoảng 1 tháng từ lúc Linh đăng cái video nha. Giá này chỉ tồn tại trong vòng 1 tháng thôi, tính từ ngày mà Linh đăng cái video này lên nè. Đó, cho nên là cô chú anh chị nào quan tâm thì liên hệ với Linh trong vòng 1 tháng. À, qua 1 tháng sau thì cái giá nó thay đổi thì cái đó Linh không biết nha. Đó, đó vậy thì cô chú anh chị nào có cái nhà ý tìm cái đất nền gần khu vực Đầm Dơi và có ấn tượng với cái miếng này thì là alo cho Linh ngay. Rồi, hôm nay thì rất cố gắng để quay cho cô chú anh chị một cái miếng đất. Và Linh nhớ đến một cái bình luận trên kênh là nói rằng là quay kỹ là quay sao ta vừa đi gặp chủ đất hay vừa lại quay cụ thể gì mà còn không kỹ nữa, sao kỹ đây cô chú anh chị các bạn thấy kỹ chưa, cô chú anh chị các bạn kỹ chưa, quá kỹ rồi sao không kỹ được, quá kỹ à, nó vui thôi. Thật ra là bây giờ Linh có quay kỹ thì cô chú anh chị các bạn cũng không thể nào mua qua màn hình đâu, đúng không? Bây giờ Linh có quay kỹ cỡ nào, có quay xuống dưới coi có dưới ở trên này là có bao nhiêu gốc gạ hay là bao nhiêu cái trụ gì ở đây hay là bao nhiêu cỏ gì, nói chung là cũng không thể nào mà mua được đâu. Linh quay á để cho cô chú anh chị các bạn hình dung được. À, mày quay đất nền phải không, nền đâu, đây nền đây, đúng không?
Còn mua hay không mua là cô chú anh chị các bạn phải lại trực tiếp thôi. Mình phải lại đất đó mình coi rồi mình mới đánh giá được cái tiềm năng nó có đúng như lệnh anh nói hay không. Mình mới mua được. Chứ bây giờ có quay kỹ cỡ nào cô chú anh chị các bạn cũng không thể nào mà mua qua màn hình được. Đúng không? Đó. Cho nên là Linh lại trực tiếp khu vực đất, ví dụ như bán vuông Linh quay vuông, mà bán ruộng Linh quay ruộng là quay tới chỗ đó quay là ok lắm rồi. Kỹ đường nào nữa. Rồi. À, rất cảm ơn cái bình luận như thế, nhưng mà thật ra là Linh quay như thế là quá kỹ rồi. Hiện tại có rất nhiều anh em đồng đội của Linh là cũng làm bên bất động sản nè, chả có quay nè, toàn đăng hình không. Rồi. À, một lần nữa cô chú anh chị các bạn nếu mà muốn bán về bất động sản ở Cà Mau thì liên hệ với Linh theo cái số Zalo là 0949993384 ha. Linh nhận ký gọi mua bán đất đai ở Cà Mau. Đất nào cũng nhận ở trên, nhà cửa gì nhận gáo hết. Nguyên ở Cà Mau chỗ nào cũng đi, nhưng mà do nó nhiều quá đó, cho nên là có những cái trường hợp cô chú anh chị các bạn liên hệ xa thì nó hơi khó đi á. Còn gì nữa ta? À, nhắc lại thêm cái nữa. Miếng nền này chỉ có giá 100 triệu này trong vòng 1 tháng tính từ cái ly video của Linh đăng nha. Còn qua tháng sau thì không biết nha. Đó. Rồi, đến đây thì Linh xin kết thúc video, hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong video sau nha. Bye bye. Rồi, nãy thì Linh quên quay cái tuyến đường cho cô chú anh chị các bạn xem ha. Thì đây là Linh quay cái đường lộ cho cô chú anh chị các bạn xem nè. Hiện tại là lộ nhựa rất là rộng ha. Lộ này thì khoảng 8 mét nha. Và còn một cái thông tin hồi nãy Linh quên nói nữa là cái miếng đất đó thì theo mà Linh biết thì nó rẻ nhất trong những cái nền ở khu vực này, người ta kêu giá rẻ nhất trong những cái nền, những cái nền trên cái tuyến đường này mà những người chủ họ bán đó, cô chú anh chị các bạn. Tại vì Linh cũng hỏi cũng khá là nhiều trên cái tuyến đường này nè, thì Linh thấy là cái miếng đó là rẻ nhất đó. Rẻ nhất trên tuyến đường này ha, còn so khu vực khác thì không biết nha. Nào mình nói cho đúng sự thật, không có nổ được. Rẻ nhất là rẻ nhất cái gì? Rẻ nhất cho trên tuyến đường này nè, chứ không phải là trên tuyến đường khác, không phải là chỗ khác đó. Nói cho nó rõ như thế. Thì cái lộ này thì xe rất là đông nha cô chú anh chị các bạn, lộ nhựa đàng hoàng nha. Rồi, một lần nữa thì Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những video sau nha. Bye bye.